Bà chính nha. Bà khỏe không? Trời ơi, ta nói niệm Phật mà chờ chết, sớm mơ tới chiều mới biết được ngày nay đó. Vậy hả? Không biết. Bữa hổm á, con đi chợ lần con gặp gì rồi cái con quay diện clip. Rồi cái con về con bị tai nạn, sau này con bị tai nạn nè. Gãy sống. Trời đất ơi. Xe ngoài sau nó chạy tới nó ụng con. Ụng con gãy sống luôn, nằm bệnh viện. Rồi con lên gặp được cái ông thầy tám ông bó hút thuốc bó ha. Nên con được hết bệnh. Rồi con lại thăm bà. Rồi con nghe nói bà bị nhức tùm lum mình mấy. Cái này là cũng như là cái cây mà nó khô rồi nó chết nhánh nhóc lần lần vậy đó. Vậy đó cũng như cái người con người mà như cái cây á. Dạ. Cây nó cỗi rồi cái nó chết nhánh chết nhóc á. Dạ. Rồi cứu không nổi sao cũng phải cứu lại chứ. Thì niệm Phật nhưng mà chờ Phật cứu á, cái phần linh hồn á, bây giờ người ta cho đi ngang cái xe ông đa ta ngừng lại cái ta xảy 10.000. Trời ơi thôi đừng có cho. Rồi tôi đem lại ông nhà ông Kính đặng á, hồi hướng công đức mà ông đó thì ông người ta ở đây bên Dầm Cống ta qua ta tiền đóng hòm đó hen, ta xin, một tháng ta qua ta xin lần, đó thì tôi cũng hùng vô là cái nhà thì ta nói mấy con mèo nó rắn mắt lắm, nó vô nhà hùng nó ỉa chứ không ỉa đâu, mèo quang á, trời ơi. Chung ra thì dằn, dắt chung vô thì dở, chung ra thì dằn, đi ra thì đóng cửa, mở cửa đi ra thì đóng cửa. Đó. Rồi ta lại nhà mình có ở đâu mà họ ta hỏi xin, ta lấy ta góp tiền đó, ta xin mỗi tháng. Thôi, bây giờ tôi xin tôi đóng một năm đó, rồi là thằng tôi 500.000 ha. Rồi. Đóng làm từ thiện đó ha. Là đóng vô cái chỗ cái tiền đóng hòm đó. Ta xin tiền đóng hòm đó mà ta trong ngọn có thằng đó nó góp nó đem ra cái nhà ông Tính đó đó thì ổng đó trời ơi 8 lần tính thôi. Con nói cho Chính nghe vậy nè, cũng như con có hút hay quá rồi ở trên cộng đồng ta nhờ con mua, nhưng mà rồi con cũng bỏ số tiền đó con lĩnh để bữa mùng 9 con mới nhận thuốc về, có thể con đem xuống cho bà Tha. Trời ơi, cái thằng là bác sĩ cháu ra đặng ngồi đặng giường đó. Đây nhà kia cái nó nói cái nó nói vậy nè. Nó nói bà ơi, cái da nhất thì là bệnh thì ai cũng vậy, chứ còn uống đó thì trong người mình đó, thì nó cũng như cây khô mà làm sao mà tứ được, thì nó chết nhánh chết nhóc lần lần. Bà tha thuốc hen, tôi mua tối cho tôi tha, cái nó rãng, mà giờ tha thôi, nó bức rứt chịu không nổi nữa. Tha vô bức rứt hai cái giò nó mỏi lết mà nó tê, đó. Rồi sao giờ? Cái ta biểu xuống, tập thể dục, đó sáng cái gì? Tốt vậy nè, đó. Rồi làm vậy, đó. Tốt là bóp nắng vậy đó. Nó có bóp không? Thì bớt không mạnh hồi cái nó rãn, ngủ thức dậy nè nó nhức, trời ơi nhúc nhích không nổi mà chung ra cái rồi lết ra đi ra đốt nhang niệm Phật rồi cúng niệm Phật mà ngồi lại để đứng không nổi nữa, rồi tàn cái nhang đó niệm Phật đó rồi Nam Mô Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát cứu nạn cứu khổ, Đại Bồ Tát Bồ Tát cứu ngủ, Nam Mô Di Đà Phật, rồi niệm tàn cái nhang rồi mới nghỉ nghe đó. Rồi hai cái giò thì làm gì đây. Rồi dì Chính, cái này còn đi chợ không? Tài cháu nó đi ở gần đây nè, ăn cái gì đó mua không chứ đi đâu hết. Đi rồi đi gì nổi, nếu lần bà đi hái rau đồ cho làm thuốc cho người ta đó. Giờ không đi luôn, đi gì nổi, nó hai cái giò nó mỏi lết, mình đi mình sợ nó té nha. Đây nè có sợi dây thun đó, đồ băng cái giò cái băng quần đi quần cho nó đựng dấp ấm ha. Đựng dấp đó. Rồi sợ nó té đi mần vậy là cũng như thể dục đặng mà cho nó không có hoạt động. Cái này đem vô cho cháu chụm hay là gì chụm? Mình chụm không chứ chắc thuốc nam đó. Trời ơi mỗi lần hết. Chính hôm nay 87 tuổi rồi. Chắc thuốc nam đó rồi mình chụm, rồi ngồi niệm Phật đó rồi chụm. Rồi làm gì giờ? Cái này là người ta cho nè,
thằng cháu ở bên đó, cái nó đốn cây dừa mà nó giục dưới sông, em nó thảy ngang đó, ngay hàng rào đó, mình phía bên đây, nó cho, rồi mới chặt, lụm cái lá, cái thằng Đẳng là tà hủ, nó đi bán tà hủ ngoài chợ, cái chỗ ta nạo dừa đó, lâu lâu cái nó gặp, ta bỏ miếng dừa đó, đóng không ai mua, cái nó cũng chở về nó cho, nha, lấy gì đền đáp nó rồi, thôi cái cọng này mình để đây, nó mục, nó tới mục nè. Còn cái lá đó ha, cái nào xấu thì mình chụm, cái nào tốt thôi rồi đem đăng đền đáp cho nó. Cái gì của ai hết trơn, vậy không nhận gì của ai hết trơn. Cái này người ta cho chứ không khi không mà mình có. Đó, ta đốn đi cây dừa. Trời ơi, rồi thằng cháu rồi. Nó rể thằng Dũng đó, cái xác vách đó. Nó mua ra đất đó. Trển mà ba cái nhà, cái miếng đất 1 tỷ bạc, rồi nó đốn dừa, nó chở xuống cho bà già vợ nó đó. Xe nó chở xuống rồi nó đẩy vô nhà, rồi vô trong cái nhà đó, bà vợ nó bỏ chổi, rồi bánh róc, rồi cái rồi bà bỏ cái lá đó, bà cũng bó lại đàng hoàng. Có thấy không? Thôi hôm đến cái đó đem cho thằng đó rồi bó lại, cái nào xấu thì mình chậm nghe, cái nào tốt dài bó lại đàng hoàng, một nắm nắm vậy đó ha. Rồi đem lại đẩy vô trong cái sao bà đem đi được, bà đi cũng thấy bà bò dưới đất. Trời ơi, đây nè, để trong cái bao mình kéo chứ đâu có phải mà mình đi mình ôm, để trong cái bao mình lôi vậy đó. Chứ con thấy bà đi cà lũi dưới đất. Trời ơi, nó nhức xương sống, đứng ngay không có được. Rồi mình sợ rồi. Làm sao? Mà giờ cái thuốc này người ta tha hay lắm chứ đâu phải khô xương đâu mà sợ. Trời ơi, cái thằng Đẳng ra, ta nói dầu cù là đó ha. Thái đó, tôi mua lần một hộp, hai hộp, tôi chất tôi để dành đó. Cái cỡ này, cái dầu đó nó ngưng, nó không có. Rồi xóm riền đó, ta không có rồi, lấy gì ta tha. Thôi chia lại cho người ta, đó. Mình cũng chừa. Để dành rồi chia lại nha. Để mình cũng chừa đang mình xài chứ không hết, mà mình chất đóng đây nè, mua cả chục hộp mà ta không có, ta xài đây nè, mình để hoài đây sao? Thấy không, cả nhà chính nói chuyện tâm đạo dữ lắm luôn, nghiệp đó. Rồi làm sao giờ, thôi chia cho bớt người ta đi, mình cũng chừa hai hộp để lại đó rồi mình xài. Rồi cái này thì chính ăn được không? Trời ơi, ăn được, cơm nước thì ăn cũng bữa cũng hai chén là được rồi. Rồi có ngủ được không? Ngủ được. Vậy là khỏe rồi. Nhờ niệm Phật ha. Nhờ niệm Phật. Niệm Phật thì có 4 vị thần linh thường thường ủng hộ bên mình mộ khang. Rồi mình niệm Phật đi, rồi Phật cứu mình chứ. Dương gian dường thể chốt ao tù, ở cái tù này thế nào cũng phải ra, chứ không có ở hoài được, ai ở hoài. Mấy ai trăm tuổi ở đời cũng như bành tổ mà rời lợi danh đó. Còn mình đây, ông nội mình ông đi rồi, cha mẹ đi rồi, mình cũng đi nữa chứ đâu. Chứ đi đường nào, mình cũng đi đường mòn đó, chứ đi đường nào. Nhưng mà vì chính biết niệm Phật như vậy, với cái nữa, chính cũng như ai đền ơn, chính cái gì, chính cũng đáp nghĩa lại cho người ta hết trơn. Miếng dùa, rồi nó chở về, bao vậy, rồi ta nói lâu rồi, cái dòi không ta, rồi đem xuống sông mới chùi rửa, rồi nó úp thôi. Bà đi xuống sông nguy hiểm lắm. Không có, hồi năm ngoái á, đó, rồi đem xuống lên phơi, rồi mới lên mới đập ra, rồi để vô trong bếp á, rồi sát thuốc, rồi trộn sen vậy đó. Rồi cái này vậy. Cái này thì chính còn uống thuốc nam không? Cũng còn. Tại ở đây nè, chặt là uống thuốc nam nè, nấu một nồi. Cái đó là chính tự đi kiếm về nấu hay mình hút? Tự mình kiếm. Rồi kiếm cái gì với gì chính? Đây người ta biểu cái cây đinh răng là mình trồng đó. Bây giờ cái đó đồ làm gì giờ? Cây đinh răng với nấu gì nữa? Với mắc cỡ đó. Gọi gì nữa mà chia sẻ cho người ta nghe, người ta chị mà đâu bắt trước mà tao uống thôi. Đinh răng mắc cỡ với gì nữa không? Không, đinh răng với mắc cỡ ra uống. Mà thằng cháu nó đi đâu không biết về, nó gặp ai bỏ không biết. Cây bự vậy đó nha, mà nó nhổ gì à, nó vừa gốc vừa rễ cho mày một đội. Nó thảy đây nè,
Ờ, mấy bữa rày bên đây mới nắng, mấy bữa rày ở mưa đó, rồi để chất hoài đó, cái nó thúi cái lá, lặt cái nào xài được thôi, còn cái nào không được thì đem đổ. Còn ba cái cây á, đem xuống sông nó chùi, nghe không? Bụi á, đất chùi chùi dặn mình. Đem nhà thuốc nam chứ đâu phải mà uống đâu hết dữ vậy. Trời ơi, thôi đi, nhà thuốc nam bao bao vậy, nhiều đó sẽ chia cho người ta. Ta để uống làm gì hết. Ừ. Uống cái đó là nó chỉ gì gì chính? Cây sinh răng này nó là cái vị thuốc thuốc bắc, nó bổ. Còn cây mắc cỡ đó cũng nó cũng trị gan mà nó cũng nó tiêu. Vậy nó hai thứ rồi. Mà mình lợi mình kiếm đó hen. Mỗi lần giấy đất đây với trạch thần hoàng bổn cảnh cục đất này và thần diệp cái mắc cỡ cho tôi thỉnh này về tôi độ. Có tên này bị nhiêu tuổi đó ha. Còn đi kiếm thuốc nam cũng vậy, đi lại cái vườn đó tôi nói trời ơi cho hay, ba ngày nữa là tôi bằng cỏ là cái lại thảo mộc mà cây cỏ bằng chầu, cây cỏ cứt heo, cây nhãn lồng đó, lợi cho giấy mà đất đây ông không phải không lấy chết mẹ trời ơi sợ kiến rồi cho đi chỗ khác hả. Thôi bây giờ tôi mấy ông mới chịu, tôi lớn rồi cho tôi thỉnh mấy ông về rước về nhà thuốc nha. Chứ bây giờ ba ngày nữa mấy ông cũng chết mà không ai rước mấy ông nè, không ai giái, không ai thỉnh nè. Bây giờ tôi chỉ cần mấy ông đó, giờ tôi nhổ rồi đứt gốc, mấy ông đau đớn phải không? Dạ, vậy đó hả chị Chính? Rồi bây giờ làm sao bây giờ? Giờ làm sao? Thôi bây giờ mấy ông hiến cho cái xác mấy ông cho nhà thuốc đi. Đó, tôi đem về, đó, giặt rửa đàng hoàng, hay gà gái một hiệp còn ở dưới sông đó nha. Rửa, giặt rồi mới bó lại, mới dựng, rồi sáng ngày. Rồi ngủ sức dưới giấc thức dậy cái xe chạy rồi đi nấu cơm ăn cái rồi đốt nhang lại lìa bốn hướng nước đổ bình thủy đổ chiều đi về đó thì đổ nước bình thủy ra đó. Lau đó gà gái một hiệp còn mần đây mà dai mà thỉnh đàng hoàng chứ không phải mà lấy cái mình đè đầu người ta mà nhổ ngang nó chặt vậy đó ha. Người ta đau đớn người ta ha. Rồi đau đớn mấy ông mà mấy ông cũng phải chết lại thảo mộc mà bây giờ ba ngày nữa mấy ông chết nè. Rồi ai thỉnh ai rước không? Thôi mấy ông cũng chứng kiến cho tôi tỏ cái lòng hiếu thảo giờ mới sao giờ rước về đang đổ qua da ba tánh đời thuốc tôi đem tới nhà thuốc người ta mừng dữ lắm sạch trơn không có người ta kiếm thuốc để chặt ngang nè lông gà lông vịt gì thế không có vui không có sạch trơn đem lên phơi đó hen rồi vậy. Ai đi nhà thuốc đó người đi chở người gửi người bao vậy đó. Trời ơi, quý quá trời. Rồi mà kiếm hoài vậy đó. Cái ngày nào mà mình đi mần ăn, đi giảm lúa, đi mần cỏ thì mình mần có tiền mình ăn, còn ngày nào không mần nhảy ra thì mần hoài suốt năm mà chở thuốc là nhà không ai đi, chở ra nhà thuốc. Cái nhà thuốc đó là người ta ít có đi, nghịch đường chở là thuốc. Trên chợ Long Thiên người ta xuống nha. Có tiền. Người ta thấy vậy nó già ta cho mà không có nhận thôi bà con ơi để tiền đi khe là Chính kể về chuyện hồi lúc Chính còn đi bằng cỏ đó ha. Đó để tiền đi khe chứ tôi không nó cho bà tiền uống cà phê ăn cháo trời ơi uống cà phê không có được tại nó bệnh uống rồi nó con mắt mở hoài nó không nhắm bằng đêm cũng mở hoài không ngủ luôn uống nước trà không được nước đá nước uống nè không được luôn. Nó đau cần cổ không nghe gì chứ nó uống không được nữa nước đá uống nó đau cần cổ nó viêm phế quản đó trời ơi rồi vậy rồi chứ uống thuốc này không vậy hả khát nước rót nước này đâu rót nước uống cái bà với bùa ốc hen thì bà nói là bà đau cần cổ bà đi coi thành phố bà trị 5 triệu mà không hết cái gì bà nói mặn muối hột á ngủ thức dậy đừng có nói chuyện hen cái rồi thảy muối hột vô cái ngậm cái khò nè cho nó nó thấm cho cần cổ hen cái rồi nuốt nhấn nước miếng của mình mà đó vậy cho cái nó em trời ơi bởi tôi tới cái đám dỗ ông bà tạm bằng nước đá đồ người ta cúng đó không múc nước lu á tôi chừng ăn cơm rồi tôi múc tôi ly nước lu chứ ở nhà uống không có được chứ không phải là không uống. Vậy là dì Chính cứ nấu cái lá đinh lăng với cây chó đẻ rồi lợt lợt vậy đó rồi uống quanh năm suốt tháng. Đó rồi làm sao không vậy có bệnh hoạn gì hết trơn trời ơi nó nhất chết nhất sống mình nhất thì nhất thuốc tây đó hen 100.000 hộp một ngày đó hen
250.000 hộp. Mà một ngày đó thuốc con nhộng, một ngày là uống 2 viên mà cũng uống nữa. Thuốc con nhộng đen đen nhất đó. Không có, cái thuốc này là thuốc thuốc này nó nói ở ngoài nước ngoài gửi về viên trắng. Viên đó. Trắng mà uống cũng không hết nhất. Trời ơi, hết ở đâu. Giờ niệm Phật mà chờ chết chứ không có trông gì đó. Nhưng mà bây giờ bà uống cái linh lăng với cái đó nó có bớt nhất không? Thấy nó cũng đỡ. Mà đi tiểu ra thì nó gắt. Thì mình lấy cái cỏ màng chầu đó mà để thêm vô. Là theo Đức Thầy nói nè, đầu thang lá ổi mỗi bệnh mỗi lành, chổi đực bông trang. Cái chổi đực đó là trồng, cái kia nó vinh du đó. Được chặt cây đó cho nhà thuốc ta cũng mừng lắm, cây chổi đực đó. Thầy bị nhiều cái đã chặt gửi cho nhà thuốc đó. Rồi mình thỉnh mình giái thôi, mẹ ông lớn rồi, bữa nay tôi rước mấy ông đi nè. Trước khi mình chặt cây thuốc đó mình phải giái vậy. Mình giái để đau đớn người ta, người ta quán hận cái mình đau đớn người ta thôi. Cho mấy ông lớn rồi mà nhà thuốc ta cần mấy ông nè, ông về người ta mừng lắm. Rồi hỏi làm sao giờ, người ta cũng vui lòng. Thôi vui lòng đã cho tôi thỉnh mấy ông đi. Mà ta không ai trơn rồi, rồi đó đồ nhổ rồi ăn nè. Thì mình trình được rồi chứ ai đâu bây giờ. Không ai trơn. Chứ phải có người ta. Tôi cái bà chạy luôn. Bà cũng dám nhổ mà bà chạy luôn á. Bởi vậy ta nói. Dạ, thì chính chia sẻ là mình đi hốt thuốc nam mình phải trình trước đó nha. Mình á nói cho mình nghèo đây là tại vì mình thiếu đức. Nó chịu cảnh nghèo nàn tả tơi. Còn người ta cho hỏi sao cất nhà cao cửa rộng. Kiếp trước ta có tu, kiếp này ta nên được giàu sang, nhà cao cửa rộng. Củi ta không trộm, ta trộm ga, trộm điện không, chứ củi này ta đâu trộm, ta bỏ nè. Mà mình, ta cho mình á, mình mừng chết theo. Còn mình có mấy trộm, để đây tao nó mục rồi nè. Không kịp, không có phơi kịp, nó mục rồi. Để ta nói, thôi giờ cái nghiệp của mình á, kiếp trước mình không có biết mà là nhận của ai mà lấy tiền. Mình có giúp đỡ mình một giờ, năm nữa. Bây giờ bà có mạng gì ra tiền ở đâu thì người ta cho chút đỉnh thì bà nhận không. Nhưng mà còn được hồi đó dành dụm hen đi mặn cỏ ra. Trời ơi, dậm lúa là không dám ngóc cái đầu lên. Nó mạnh lắm, để nhổ mạ khéo lắm. Ta nhổ không có, mình nhổ có, ta nhổ sọc không có. Còn mình nhổ mình tiễn có 1 cây một, còn 1 cây 1 cây mà 5 phân tắt 1 cây nữa nó đều rang nè đó. Bởi ai đi đâu mà người ta bắt mình nhổ mã không khò, tối ngày không dám ngóc cái đầu lên nữa. Mà người ta nói đi xuống xuồng, đi xuống ghe, người ta chèo, hồi đó không có xăng đó, thì mình cũng cầm cái dầm mình bơi đó. Không có khi nào mà nói ngồi không, không có. Mà muốn chết rồi ai cũng kêu quá mà đầm ngoài rồi tới. Thấy nó chưa có khô, nó nhẹp rồi sao chậm hả? Cũng thấy chưa có khô. Trời ơi, cái này mấy đem phơi đó. Rồi mấy nha, đây nè. Nó 1 triệu mà nó ướt nhẹp hả? Đây là đem phơi. Tới này mình trăn trở nó cái nó khô. Rồi mỗi lần con nghe gì chính còn miếng đất, công đất hay nửa công gì đó còn không? Còn hả? Đây à. Trời ơi, công đất bây giờ nó vô quy hoạch hay gì đó. Bây giờ bà vô mến rồi. Mà chưa hả, mới có tính thôi phải không, chứ chưa có vô không? Trồng cột điện rồi. Trồng rồi. Nhưng mà chưa, người ta chưa, nó sắp làm cái lộ để trở tới Tịnh Miên á. Rồi như vậy thì người ta phải bồi thường cho mình chứ. Tại đây thầu nó mua mấy trăm ngàn đó. Mà không có bán. Rồi bà không bán thì giờ người ta làm lộ, bà người ta đưa tiền mình phải lấy chứ. Tại chừng đó nhà nước cho nè, nó thầu nó lại nó mua. Bây giờ người ta cấm cột điện rồi mà sao lại chừng. Thì chừng đó là mình lãnh là nhiều nữa. Tới chừng nào mới lãnh? Chừng nào tao cái lộ người ta khởi người ta mặn đó. Làm là mình nó mới có nhiều. Để cho cái này nè, để ra vô vô mé đó thôi. Chừng nào nó bữa nào nó khô đó. Trở qua trở lại rồi, để nó cái bao này mình kéo vô. Trời ơi, bởi tôi nói mình lựa cái lời mình nói cho suông sẻ. Mà mình không có tội cho mình nói nghịch nè, chống chở với bà già. Cha mẹ là tiểu thiên địa, trời đất đại thiên địa. Mình nói bổn phận làm con ở đời với cha mẹ, lúc sanh tiền cho vui lòng thỏa mãn. Mình lựa lời nói nào mà cho vui đó.
chị mình nói con làm ăn con lỡ mang bệnh rồi, bây giờ đi coi đau ra rồi mà mụ coi nó tại hồi mặn đứa sau này nè, sanh mặn cái gì đó quá nặng, cuối tháng sanh, đầu tháng mặn gì nặng rồi sụt thai, rồi mụ dở không biết đem tử cung lên cô này bởi vì nó giãn dây chằng đó. Bây giờ thuốc uống phải ăn đồ canh rêu mới được, chứ không ăn nó nóng chịu không nổi, uống đủ phải uống thuốc nóng nó hết nhất đó. Mà đi mần cử động hai cái tay nó cũng nhức nữa đó. Mà vợ chồng bây giờ phải dứt khoát, chứ nếu còn gần gũi đó cũng mấy đứa con rồi, có bầu cũng như cái bầu mà trái treo trên vàng nó thòng xuống thôi, mà lớn nó phải thòng xuống thì nó nhức nó đau nữa đó. Chứ không có trông gì bệnh này là ngồi xong á mà ăn. Bữa nay con lợi con thăm gì chính vậy, để bữa nào bữa nay thằng cha nó trên từ đầu nó về á, cha cũng chưa ngăn á, nó về rồi con về con mở cửa cho nó vô, rồi bữa nào con rảnh con lại con xuống con thăm gì, mà gặp gì con muốn mua gì cho gì gì cũng nhẫn cho người. Trời ơi thôi con không, con mua bánh mua gì gì cũng không trời ơi cho con đem gì ăn được. Ít thì nó tiêu mà ăn nhiều nó lỗ đó. Lỗ làm sao chứ, nó lỗ là mình không, nó hợp với cái bệnh mình đó. Cũng như uống nước đá rồi nó đau cần cổ muốn chết, trời ơi đó, rồi phải uống cái đó phải lỗ không uống nước lưu không à đó. Rồi ăn nhiều cái đường ruột cái bao tử đó, rồi hỏi làm sao giờ lắp thị tiêu ăn nhiều thì lỗ hả? Ừ, con người mình ăn ít chút thì nữa mình ăn cái đồ ăn mình đó nó quen ha. Bây giờ có cái đám da đây, con vợ thằng này nè, nó chết rồi. Trời ơi, bữa nay có trọng gì tới cái bà này. Tại vì ăn không có được, đi tới đám dỗ một bánh tét, bánh ít nha. Không khi nào mà cầm khoanh bánh tét, ăn lấy cái nếp nha. Ăn nếp mà ăn cái gì cái thì chính phải hủ cộng đồng người ta có cho tiền, chính giữ cái chút đỉnh để phòng ăn. Trời ơi, mình cũng có cái công đất đó, một năm mướn được mấy triệu, rồi bây giờ tiền nè bỏ vô phước thiện 500 nè, rồi đám dỗ ông bà đó, mỗi lần tôi giấy ông bà cho tôi mạnh tay khỏe chân nè, đi đám dỗ ngày mần hồi đó cha con đó mẹ chết bỏ lại 5 anh em, rồi ông già thì hút bất thiện, mà bà nội tôi bà đau 7 ngày rồi là đi kiếm ổng, mướn người ta đi kiếm ổng, ổng bằng Hương Hào, ổng đi hội đi nhóm nữa, đi kiếm gì có 2 ngày bà nội chết, bỏ lại 5 đứa con anh em, rồi ông chú ông bắt ổng mới nuôi ông cả sạn luôn ấy ha, là thứ 6 ông nội tôi thứ 3 nuôi tiếp, chị mình chết rồi nuôi tiếp 2 đứa con đó. Rồi tới lớn cứ vợ cứ cái ông này, ông này ngoài Quế 2 anh em mà bơi cái xuồng vô nha, mà bưng cái ly hương vô đó, vô Nam đó, rồi đấy có vợ đó lại đưa mằng cưới con ông đó đó, ông bị rắn cắn chết đó, rồi đi đám dỗ đi không mà lại rồi ăn đồ gì à. Lại cưới vợ mà cưới con cái ông đó nó mèo vậy đó, chứ làm sao vợ đó. Mà bây giờ mình này phải đi đám dỗ đi không sao, thôi ông bà cho tôi mạnh tay khỏe chân, năm cắt ruby khoai mì không dám ăn nữa. Bây giờ để rằng được ngày mà cái nhà này nè có đám dỗ nè, lại mà trước đó dặm lúa hồi đó không có thuốc nhổ cỏ không à, lại ra nhổ chừa lại ngày đám dỗ ha. Còn cái nhà này không có mần, kiếm cái nhà khác mần để dành tiền đem lại đó. Con cảm ơn dì chính ha. Con về nhà mở cửa cho thằng con nó vô, rồi nhà con gắn đây nè. Rồi bữa nào con có đi chợ con ghé ăn thăm gì. Bây giờ con hỏi gì nè, như mình